Marjorie ơi, tôi về rồi. Ai... Ừ trời, lại cái gì nữa? Là đuôi bò và ức bò. Hay, mọi người trong nhà này ai nấy đều có vẻ bị ốm đau suốt à, nên tôi đây đã mua về rồi hầm lên để cho tất cả cùng ăn đó mà. Người còn nợ tiền nhà tháng trước, lấy đâu ra tiền mà mua vậy hả? Sao lại mua đuôi bò nữa? Cầm cái này đi, đó là ngân phiếu đó. 1, 2, 3. Đây nè. Còn cái này là tiền nhà trọ tôi trả trước một tháng cho bà đó nha. Nè, chỗ tiền này ở đâu ra? Tôi trộm từ ngân hàng. Hả? Tôi giỡn thôi, đùa với bà một chút thôi. Ông nói rõ ràng ra coi. Thì lần trước có một người đàn ông chờ tôi ở trước cửa nhà đó. Cái người làm bên hội bóng đá đó. Cái tên đó ngày xưa mượn tiền của tôi rất là nhiều, nên giờ cậu ta đến trả. Ai, cũng đã hơn 10 năm rồi đó. Nè, cả ngày cứ ru rú ở trong phòng, không thấy mặt mũi con đâu. Mà mặt trời lặn là ăn mặc xinh đẹp đi ra ngoài, con đi đâu vậy hả? Có khi nào con đi làm ở quán rượu hả? À, trời mẹ à. Trời đất ơi, giật cả mình. Không phải vậy đâu. Con hẹn hò có đúng không? Đúng không? Là đi gặp bạn trai đúng không? Trời đất ơi, con mang hết tiền để dành cho đàn ông cứ như vậy, đến bao lâu nữa đây? Đây là tiền từ trên trời rơi xuống, mẹ đừng có lo lắng, con đi nha. Nè, nhìn nó sung sướng ghê chưa? Marjorie, hay là chúng ta cũng nên bắt đầu chính thức lại lần nữa với nhau rồi được không? Bắt đầu lại chính thức chuyện gì? Bà biết thừa mà còn hỏi tôi. Bà ngây thơ như vậy sao hả? Trời đất ơi, thiệt tình đó. Bà sao vậy? Ông muốn ăn đồ trời đúng ơi, không hả cái ông già này? Nếu đánh tôi bằng cái đó là gãy xương thật luôn nha. Cái đó ghê lắm. Thôi thôi thôi, không nói nữa. Ông có im đi không? Đi đâu đó? À, tôi đi thay đồ đây. Trời thiệt tình. Ôi trời, sao mình còn run hơn cả lúc kết hôn với vợ mình nữa chứ? Ôi trời à. Để xem à. Không phải, như vậy sẽ có mùi thuốc an thần thì sao đây? Dạ xin mời. Chủ tịch, nói có chuyện muốn nói với tôi hả? Tôi sẽ chính thức bày tỏ với cô. Kể từ giây phút đầu tiên tôi gặp cô Ban ở cầu thang sân tập golf, tôi đã rơi vào lưới tình của cô Ban rồi. Cái gì vậy chứ? Cô Ban à, tôi đã ôm lấy chiếc dây mà cô để lại và cầu mong có thể được gặp lại cô trước khi chết. Tôi không biết mình đã cầu nguyện biết bao lần. Có lẽ là trời xanh đã nghe tiếng lòng tôi, cho tôi có cơ hội được gặp lại cô Ban. Tôi không thể nào bỏ lỡ cơ hội như thế này được đâu. Vậy cho nên là... tôi muốn được cùng với cô Ban đi hết quãng đời còn lại. Ý của anh chủ tịch là như thế nào ạ? Chúng ta hãy suy nghĩ nghiêm túc về chuyện tương lai. Đây, đây là phiếu kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi. Phiếu kiểm tra sức khỏe? Nếu cô đọc sẽ biết rõ thôi. Sức khỏe của tôi vẫn còn tốt lắm. Sống thêm vài chục năm nữa cũng không thành vấn đề gì hết. À, đúng rồi, sức khỏe vẫn tốt. Còn nữa, cái này chính là tấm lòng của tôi muốn trao riêng cho cô Ban đó.
Cái này rốt cuộc bao nhiêu cara? Nè, sợi dây chuyền này cô bạn không thích sao hả? Không phải như vậy. Chủ tịch hãy cho tôi thêm thời gian, vì đây là việc quá bất ngờ, cho nên tôi không thể nào trả lời ngay được. Tôi hiểu mà, tất nhiên rồi. Cô bạn cần bao nhiêu thời gian? Chủ tịch hãy cho tôi 1 tháng đi. Cô muốn nhìn kẻ già cả này phải chết hay sao chứ? Một ngày đã chết đi rồi, nếu cô nói 1 tháng thì không khác gì cô muốn tôi phải chờ đến chết đó. 4 ngày, tôi cho cô 4 ngày thôi. Không thể nào đâu. Vậy chủ tịch, ông hãy cho tôi 1 tuần đi. Đừng như vậy mà, đôi bên hãy cùng nhượng bộ một chút đi. Hãy thỏa thuận một cách hợp lý hơn đi hả? 5 ngày, sao hả? 1 ngày, 2 ngày, 3 rồi 4, 5 ngày. 5 ngày, 5 ngày nha. Kéo dài thời gian không tốt đâu. Chúng ta quyết định là 5 ngày đi. Hôm nay tôi xin phép đứng dậy trước nha. Ô nè, sao vậy? Cô không ngồi lại uống trà mà dậy luôn hay sao chứ? Trong đầu tôi đang rất là hỗn loạn. Tôi nghĩ cần phải về nhà và cần phải sắp xếp suy nghĩ lại. Tôi cần có thêm thời gian. Ô nè nè nè, khoan đã, khoan đã. Tôi sẽ chờ đợi tin tốt từ cô bạn. Ôi trời ơi, ôi mẹ ơi. Dù đã đoán được trước, nhưng đột nhiên nhận được lời cầu hôn, mình vẫn thấy bàng hoàng. Mình nên nhận lời hay là nên từ chối đây? Giờ đâu phải lúc mình nên ở đây đâu. Phải tìm ra phó giám đốc Son, rồi còn quay về với John Moon nữa. Anh cảnh sát. Anh cảnh sát ơi, tôi bị bắt quan rồi đó. Tất cả chuyện này á đều là hiểu lầm mà thôi. Hả? Hả? Uống một chén đi. Tôi có lái xe tới nên dùng trà thay rượu. Giám đốc đây ngay từ hồi cấp 3 đã được chỉ định là người kế thừa của chủ tịch. Hôm nay tôi đã biết lý do sao rồi. Hey, đúng rồi đó. Nghe nói cậu học MBA ở Harvard, cứ tưởng cậu chỉ học giỏi thôi, không ngờ năng lực cũng xuất sắc tới như vậy nữa. Ôi, trời đất ơi, anh khen quá lời rồi. Nào, dạ, nâng ly đi nào. Ly. Đây. Nâng ly. Sau này mong các anh giúp đỡ nhiều nha. Thời gian qua phó giám đốc Son thực sự rất vất vả, nếu có ở đây thì tốt biết mấy. Anh nói phó giám đốc Son sao? Giám đốc cũng biết phó giám đốc Son hả? Dạ, trước đây tôi có nghe nhắc tới. Vốn là người mà giám đốc Ô rất tin tưởng, nên chắc mẹ của anh đã kể với anh rồi. Tôi không có quen biết riêng với phó giám đốc Son, công việc cũng không có liên quan gì hết. Nhân viên đã nghỉ việc tới gặp tôi làm gì chứ? Lúc tôi đang thuyết trình, tôi thấy ông ấy tham gia đoàn khảo sát nước ngoài. Vì anh ấy rất giỏi bên mảng quản lý tài chính mà. Lúc ký kết cùng với các tác giả nước ngoài hay mua các tác phẩm, giám đốc Ô đều đi cùng với phó giám đốc Son. Nhưng mà tại sao anh ấy lại nghĩ gì kìa? Bởi vì gan của anh ấy không được tốt, gần đây bệnh tình lại trở nặng hơn, nên anh ấy phải nghỉ ngơi để điều dưỡng một thời gian. Tôi không biết là cô đang ở đây, cho nên đi tìm nãy giờ đó.